Lâm Đồng là một trong những địa phương trồng chè chủ lực của cả nước. Trước những đòi hỏi khắt khe của thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu, ngành nông nghiệp Lâm Đồng còn chú trọng sản xuất chè công nghệ cao. Cùng với đó, khuyến khích nông dân tăng cường sản xuất theo chuỗi, liên kết giữa vùng nguyên liệu và doanh nghiệp chế biến chè. Tỉnh Lâm Đồng hiện có trên 11.000 hecta chè, năng suất bình quân đạt 14 tấn trên 1 hecta. Để nâng cao chất lượng và giá trị chè, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã tập trung chuyển đổi giống và khuyến khích phát triển mô hình công nghệ cao. Theo đó, diện tích chè hạt giống cũ được các địa phương xây dựng kế hoạch chuyển đổi sang diện tích chè chất lượng cao gắn với các doanh nghiệp thu mua, chế biến như các giống chè TB14, Ô Long, Tứ Quý, Kim Tuyên, Ngọc Thúy. Song song đó, xây dựng vùng sản xuất chè ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm để nâng cao giá trị, thương hiệu sản phẩm. Ngành nông nghiệp cũng tăng cường công tác nghiên cứu, khảo nghiệm các loại thuốc bảo vệ thực vật thế hệ mới, thuốc sinh học có khả năng phòng trừ các loại sâu bệnh gây hại cây chè để nâng cao chất lượng nguyên liệu. Để tiếp cận thị trường, tỉnh Lâm Đồng tăng cường đổi mới dây chuyền và công nghệ chế biến nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, từng bước đưa các giống chè năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương vào sản xuất đại trà, đồng thời hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng và duy trì phát triển các liên kết giữa doanh nghiệp chế biến với người trồng chè.